ông Tổng mở đường cho Tập đánh chiếm nền kinh tế của Việt Nam. Tháng đầu tiên của năm 2024, Trung Quốc dẫn đầu về số dự án đăng ký đầu tư tại Việt Nam, chiếm gần 19%. Đây được xem là con số tăng đột biến. Đây là kết quả của những thỏa thuận trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Hà Nội vào ngày 12 và 13 tháng 12 năm ngoái. Trong chuyến thăm này, ông Nguyễn Phú Trọng, là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã ký với ông Tập Cận Bình 36 văn kiện. Lễ đón ông Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch nước vào ngày 12 tháng 12 năm 2023. Mở cửa cho đầu tư nước ngoài là điều kiện cần thiết để đất nước phát triển, nhưng điều này chưa đủ. Điều kiện đủ là phía Việt Nam phải có cơ chế phù hợp để doanh nghiệp trong nước có thể tiếp cận chuyển giao công nghệ và từ đó lớn mạnh lên. Một nền kinh tế khỏe mạnh là phải lấy doanh nghiệp trong nước làm trụ cột, chứ không phải chỉ dựa vào doanh nghiệp nước ngoài. Ví dụ như Hàn Quốc, họ mạnh vì có Hyundai, Samsung, LG, chứ không phải nhờ Apple hay Toyota của Nhật Bản. Nếu Trung Quốc sang Việt Nam mang theo những công nghệ tốt và đừng làm những điều mờ ám ẩn giấu chiêu bài đầu tư thì Việt Nam vẫn có thể hoan nghênh chào đón họ như bao nguồn đầu tư khác trên mọi nơi thế giới. Trung Quốc là nền kinh tế mới nổi, công nghệ của họ đi trước Việt Nam nhưng không phải quá xa. Nếu tận dụng được thì doanh nghiệp Việt Nam có thể học hỏi được họ. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như thế. Doanh nghiệp Trung Quốc lâu nay đầu tư vào Việt Nam thường đem theo những công nghệ lạc hậu, những thứ mà chính nước họ vứt đi, kèm theo đó là việc đưa lao động từ trong quốc sang, gây nên lo ngại về vấn đề nhập cư. Đã có nhiều huyện, nhiều xã tràn ngập người Trung Quốc. Ngoài ra, trong một thời gian dài, các doanh nghiệp Trung Quốc đã mượn đường từ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu để hưởng nhiều chính sách ưu đãi mà nước này dành cho Việt Nam. Đây là một hành động lừa dối. Nguồn vốn FDI từ Trung Quốc rót mạnh vào Việt Nam. Ngoài những doanh nghiệp FDI của Trung Quốc thì những dự án công của Việt Nam hiện nay cũng đang bị hán hóa. Vào ngày 18 tháng 1 vừa qua, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương của Trung Quốc, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex, đã ký bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư xây dựng một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tuy là biên bản ghi nhớ, nhưng chắc chắn nhà thầu Trung Quốc sẽ được nhận các gói thầu. Điều đặc biệt là chính quyền Hà Nội mời nhà thầu Trung Quốc vào thực hiện dự án khi chưa được duyệt vốn đầu tư. Người Việt không kỳ thị Trung Quốc nếu các dự án của Trung Quốc không để lại hậu quả. Dự án Cát Linh, Hà Đông cùng với rất nhiều dự án khác đã cho thấy ban đầu nhà thầu Trung Quốc nhận thầu giá cực rẻ. Nhưng đến khi kết thúc thì Việt Nam phải trả một cái giá rất đắt mà công trình lại kém chất lượng. Người ta đã so sánh từng km làm đường trên cao của Trung Quốc và các nước khác thì Trung Quốc luôn đắt hơn rất nhiều, mà công trình lại rất kém. Điều đang nói là dù để lại những hậu quả xấu, nhưng nhà thầu Trung Quốc vẫn được dọn đường bởi những văn bản đã ký giữa ông Tập Cận Bình và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chỉ đến đầu năm 2017, một clip ghi lại phát biểu nội bộ của Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân, đã bị rò rỉ ra ngoài. Trong clip, ông Long cho biết tình trạng gián điệp Trung Quốc kéo theo nhiều quan chức Việt Nam liên đới đang nằm ngay trong nội bộ của máy đảng và chính quyền tại Việt Nam. Sau khi bài phát biểu này bị lộ, ông Trương Giang Long đã bị cho về hưu sớm. Việc mở cửa cho đầu tư nước ngoài và không có gì sai, nhưng với nguồn vốn đầu tư từ Trung Quốc, nếu không thận trọng thì có ngày mang họa vào thân. Không chỉ người Việt Nam lo ngại về nguồn đầu tư của Trung Quốc, mà các quốc gia khác cũng rất lo. Người ta ngán nhất là tình trạng gián điệp Trung Quốc được cài cắm khắp nơi, và họ sẵn sàng mua chuộc các quan chức Việt Nam với giá rất cao để được việc. Chưa duyệt vốn, chính quyền Hà Nội đã mời nhà thầu Trung Quốc tham gia các dự án đường sắt đô thị. Hiện nay, thị trường lao động Nhật Bản đang chuộng lao động Việt Nam hơn Trung Quốc, bất chấp các tệ nạn như ăn cắp vặt, xung đột vùng miền và nhập cư lậu. Lao động Việt Nam vẫn được lựa chọn tốt cho Nhật Bản. Nguyên nhân chính là người Nhật e ngại nạn gián điệp từ lao động Trung Quốc tràn vào. Bởi Trung Quốc là chùm ăn cắp ý tưởng, ăn cắp công nghệ.
ngoài lý do đó ra thì lao động Việt Nam chẳng có yếu tố nào tốt hơn lao động Trung Quốc, và Hàn Quốc cũng chuộng lao động Việt Nam theo cách tương tự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin mở đường cho tập đánh chiếm nền kinh tế Việt Nam, ông Tổng đã làm gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d. Thật là kỳ diệu, tuyên giáo đóng được tàu chiến tốc độ hơn máy bay Boeing. Vào ngày 29 tháng 1, báo Người Quan sát có bài viết chiến hạm tên lửa hiện đại đầu tiên do Việt Nam đóng, tốc độ tới 1.100 km/h, trang bị 16 tên lửa chống hạm và có độ ổn định bậc nhất thế giới. Nếu Việt Nam mà có thể đóng được tàu chiến với tốc độ còn hơn cả chiếc Boeing bay trên bầu trời, thì có thể nói Việt Nam là nước đứng đầu thế giới về công nghệ quốc phòng. Vậy thực hư ra sao? Tuy tựa đề nổ như vậy nhưng nội dung bài báo thì lại khác. Bài báo cho biết hai tàu tên lửa HQ-377 và HQ-378 thuộc lớp Project 1241.8 do Viện Amas Liên bang Nga thiết kế và nhà máy đóng tàu Ba Sơn đóng, vận tốc kinh tế của con tàu là 14 hải lý, lớn nhất là 42 hải lý một giờ. Vận tốc 1.100 km/h là của tên lửa chống hạm cận âm Uran-E có tầm bắn 130 km được trang bị trên tàu này. Báo Người Quan sát cố tình giật tít gây hiểu nhầm. Đây là chiêu trò quen thuộc của tuyên giáo. Họ thường tìm đủ mọi cách để mà qua tụng, quá lố những thành tựu quân đội và chính phủ. Trong trường hợp này, họ cố tình giật tít gây hiểu nhầm. Nếu đọc kỹ nội dung thì sẽ hiểu ra vấn đề, còn chỉ đọc lướt tiêu đề thì sẽ hiểu nhầm. Mà đa số người dân khi đọc báo thì chỉ lướt tiêu đề, vì thế có thể hiểu đây là chiêu trò đánh lận con đèn của tiên giáo nhằm tạo dư luận có lợi cho đảng. Đến chiều ngày 29 tháng 1, tựa đề bài báo nói trên đã được thay đổi, không còn câu tốc độ tới 1.100 km/h nữa, mà chỉ còn lại là chiến hạm tên lửa hiện đại đầu tiên do Việt Nam đóng, trang bị 16 tên lửa chống hạm và có độ ổn định bậc nhất thế giới. Nhưng cái tựa đề thu gọn này nó vẫn nổ với cụm từ độ ổn định bậc nhất thế giới. Thực chất khi các quốc gia khác chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, nhất là các quốc gia anh em như Nga hay Trung Quốc của Việt Nam, thì hầu hết là những công nghệ lạc hậu hoặc chỉ chuyển giao một phần. Chẳng ai lại chuyển giao công nghệ cốt lõi, đặc biệt là công nghệ quốc phòng cho Việt Nam cả. Có lần phát biểu trước Quốc hội, ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thừa nhận điều kiện kể trên. Để có những công nghệ cốt lõi ngoài việc phải tự nghiên cứu thì không còn cách nào khác cả. Thực ra, ông Phan Văn Giang không muốn nói hết sự thật. Những công nghệ cốt lõi trong lĩnh vực quốc phòng, ngoài việc tự nghiên cứu thì còn có thể ăn cắp công nghệ bằng cài gián điệp công nghệ hoặc mua chuộc nhân viên của đối phương. Tuy nhiên, để ăn cắp được công nghệ thì thường là tình báo phải mạnh, còn tình độ trình báo của Việt Nam thì rất khó có thể ăn cắp công nghệ nước khác. Thông thường phải là cường quốc kinh tế thì mới có thể trở thành cường quốc quân sự. Muốn theo kịp công nghệ quốc phòng của các nước trên thế giới thì Việt Nam phải có đủ chất xám mới tiếp thu cho được. Từ năm 2015, Mỹ đã dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Đây là cơ hội để Việt Nam mua vũ khí tối tân từ Mỹ. Cho dù chưa mua được vũ khí tối tân nhất, nhưng cũng đã là bầu trời công nghệ so với vũ khí của Nga và Trung Quốc. Tàu ngầm Kilo, một loại đồng nát của Nga mà Việt Nam phải tốn tỷ đô để mà rước về. Trong chuyến thăm của ông Phạm Minh Chính sang Mỹ vào hồi tháng 9 năm 2023, báo chí quốc tế cũng đưa tin rằng Thủ tướng Việt Nam có vẻ vãn tiêm kích F-16 của Mỹ. Đây là loại tiêm kích do hãng Lockheed Martin chế tạo từ năm 1970, tuy cũ nhưng nó vẫn là loại tiêm kích đáng mơ ước của các nước nhỏ trên thế giới. Nếu Việt Nam có nguồn chất xám chất lượng, đặc biệt là trong quân đội, thì việc sở hữu tiêm kích F-16 cũng là cơ hội để Việt Nam học hỏi về công nghệ. Bởi khi đã sở hữu nó, Việt Nam có thể dùng nó để nghiên cứu công nghệ. Giả sử F-16 mà rơi vào tay Trung Quốc thì họ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội sao chép. Chiến tranh Ukraine đã cho thấy vũ khí Nga lạc hậu như thế nào so với vũ khí phương Tây. Ngoài việc đem vũ khí hạt nhân ra dọa, Nga chẳng thể hiện được điều gì vượt trội.
Đây là hiệu quả tất yếu của một nhà nước độc tài. Nga vốn có nguồn chất xám chất lượng, tuy nhiên rất nhiều tri thức bác học Nga đã tìm cách chạy ra nước ngoài sinh sống để tránh một chính quyền hà khắc. Nơi họ chọn nhiều nhất chính là nước Mỹ, sau đó là các nước châu Âu. Nếu Việt Nam vẫn bám vào Nga thì chỉ tốn tiền người dân để mua những vũ khí đồng nát về tích trữ mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Kỳ diệu tuyên giáo đóng được tàu chiến tốc độ hơn máy bay Boeing. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.